Dạ, xin ông cho biết tên tuổi và nghề nghiệp trước khi ông về hưu và hiện ông đang cư ngụ tại đâu ạ? Tôi là Bùi Tín, tôi là nhà báo tự do. Tôi làm báo được hơn 30 năm nay rồi. Tôi sang Pháp từ năm 1990. Ông có thể chia sẻ cái thời thơ ấu của ông có gì đặc biệt và ông còn nhớ không? Thời xưa thì tôi sinh ra ở ngoài ở Hà Nội. Nhưng mà đến năm 1933 thì tôi theo gia đình vào Huế và tôi học ở Huế 12 năm cho đến năm 45, đến cách mạng tháng 8. Thì lúc ấy tôi gia nhập vào quân đội và từ đó cho đến năm 1982 thì tôi ra khỏi quân đội và ra làm ở báo Nhân dân của Đảng Cộng sản. Thưa ông, nói về Hà Nội thì cái gì làm cho ông nhớ nhất? Đấy là nơi mà tôi sinh ra từ bé. Tôi nhớ nhất là cái khu vực của Hồ Hoàn Kiếm, là cái nơi mà trước kia là rất đẹp và có nhiều cái kỷ niệm cái thời thơ Kỷ niệm ở nhà mà ông vẫn nhớ ngày hôm nay ấu. đến ngày hôm nay. Có kỷ niệm nào mà ông vẫn còn nhớ đến ngày hôm nay không? Nhiều lắm, tức là kỷ niệm thì ở Hà Nội rồi những cái thời kỳ bom đạn của năm 72 chẳng hạn. Đấy, thời kỳ gọi là Noel 72 đấy. Cái thời kỳ mà ném bom dữ dội nhất. Rồi sau đó đến năm tháng Giêng năm 73, đến nay vừa đúng là 40 năm. Thì ngày 27 tháng Giêng năm 73 là ký kết cái Hiệp định Paris. Rồi sau đó 4 ngày thì tôi bay từ Hà Nội vào Sài Gòn trong cái ủy ban là để thực hiện cái Hiệp định Paris của bốn bên. Thưa ông thì ở Hà Nội ông học như thế nào, học các trường nào thưa ông? Tôi thì ở Hà Nội tôi học chủ yếu là ở Huế, ở trường Khải Định, tức là cái trường lycée, cái trường trung học lớn nhất ở đây, đến năm 45. Ông có thể kể cho biết cái lý do mà ông tham gia cái Đảng Cộng sản Việt Nam qua quá trình như thế nào không ạ? Tôi vào ở quân đội ngay sau cách mạng tháng 8, tháng Giêng năm 1946. Và sau đó 3 tháng thì là tôi vào Đảng Cộng sản ở trong quân đội. Lúc bây giờ quân đội đóng ở tại Quảng Trị. Bề ngoài thì lúc bây giờ là lúc mà Đảng Cộng sản Đông Dương đã tuyên bố giải tán. Nhưng thật ra thì ở trong đảng, trong quân đội vẫn kết nạp đảng viên rất mạnh. Và dưới cái danh nghĩa là Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác. Thưa ông có nhớ rằng là vì sao mà ông quyết định đi gia nhập vào Đảng Cộng sản Việt Nam lúc bây giờ không? Lúc bây giờ ở trong quân đội thì tất cả thanh niên là đều là ồ ạt gia nhập quân đội. Đấy là một cái điều rất là vinh dự và để bảo vệ Tổ quốc. Nên nước mình bắt đầu có độc lập, cho nên phải bảo vệ Tổ quốc. Và lúc ấy để nghe thấy quân viễn chinh Pháp quay lại, cho nên là cái phong trào mà gia nhập quân đội mạnh mẽ lắm. Thế mà vào quân đội thì tất nhiên là tôi là được đào tạo ra cán bộ trung đội trưởng rồi cán bộ đại đội trưởng. Thế thì là họ đặt vấn đề là tuyên truyền để kết nạp vào đảng. Nên lúc bây giờ cũng không gì biết gì nhiều về Đảng Cộng sản đâu. Chỉ biết đây là một cái tổ chức lãnh đạo của quân đội. Thì tôi là cán bộ chỉ huy, thì cán bộ trung đội trưởng rồi đại đội trưởng thì tôi phải tham gia. Nói chung thì vào đó, vào Đảng Cộng sản có được nhiều quyền lợi gì không? Không, lúc bây giờ thì quyền lợi là con số 0, chỉ có hy sinh thôi. Tức là đảng viên phải gương mẫu, phải đi đầu trong hy sinh, đi đầu trong cái chịu đựng gian khổ. Thì lúc bây giờ tiền lương không có, cũng chưa có chức vụ, tức là chưa có cấp bậc gì hết. Chỉ là tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng, thì là đi ra mặt trận, còn không có một cái quyền lợi gì cả. Thưa ông thì Đảng Cộng sản lúc bây giờ thì họ dưới cái ngọn cờ coi như là
giải phóng đất nước khỏi cái sự cai trị của người Pháp chứ không Ừ. phải. Còn cái chuyện như họ nói là sẽ trở thành một cái xã hội chủ nghĩa thế giới đại đồng thì họ chưa có nói nhiều về vấn Chưa đề có, đó. chưa về xây dựng chưa có, lúc bây giờ chỉ tập trung là giành lại độc lập và giữ độc lập. Chính vì lý do đó mà nhiều thanh niên đã tham gia phải không thưa Đúng, rồi. đúng rồi đấy. Là những thanh niên mà có lòng yêu nước, có cái dũng cảm là đều gia nhập quân đội gần hết. Tất cả các bạn bạn bè của tôi cùng lớp cũng đều gia nhập quân đội cả. Thưa ông nói năm 46 là lúc bây giờ ông đã tương đối lớn rồi dù còn là thanh niên trẻ. Ông có còn nhớ gì đến cái trận đói năm Ất Dậu 45 không? Lúc bây giờ ông có nhìn thấy những cái cảnh người ta đói khổ như thế nào không? Rõ lắm. Đấy là đúng vào 1-2 tháng trước cách mạng tháng 8. Tức là tháng 6, tháng 7 năm 45 đó là cái trận đói Ất Dậu đó là họ tập trung vào Hà Nội. Dân từ Thái Bình họ chống gậy, họ kéo lũ lượt những người đói từ Hà Nam, từ Phủ Lý, từ Ninh Bình, từ Thái Bình lên và chết dọc đường, chết ở ngoại ô, chết ngay ở xung quanh bờ hồ, nhiều nhiều vô kể. Nhờ đến nỗi mà phải huy động những cái lực lượng của anh em hướng đạo sinh đem xe bò đi để chở những cái xác chết đưa ra ngoại ô để mà chôn gấp. Một ngày như thế thì có thể nói là hàng trăm cái xe bò, chuyến xe bò. Mỗi chuyến xe bò là chở từ 2 đến 3, 4 xác chết để đem đi chôn. Thưa ông, Thái Bình là vựa lúa của miền Bắc mà vì sao mà họ cũng bị đói ạ? Đói bởi vì trước đó 2 năm là Nhật nó thu mua hết cả lúa và nó bắt phải trồng đay để nó thu mua đay. Mà nghe nói là đay để dùng để làm chất nổ nữa. Do đó cho nên là đói kém là như thế. Nó không cho trồng lúa và lúa trở gạo trở nên rất hiếm, rất đắt và họ bắt phải trồng đay hết. Còn lúa gạo ở miền Nam thì sao ạ? Bởi Lúc bây giờ cái vận chuyển khó khăn lắm. Trong thời chiến tranh, thời kỳ cách mạng lúc bây giờ là vận chuyển hết sức là khó khăn. Thế thì lúc bây giờ lại có bom của Nhật nữa, nó bắt đầu thả cho nên là đường tàu cũng bị hỏng và chở rất khó. thưa ông thì một người trẻ mà ông nhìn thấy người của mình mà chết như vậy cái ông còn nhớ cái cảm tưởng cái suy nghĩ của ông lúc bây giờ nó như thế nào Rất là lo sợ và thương dân nghèo ở nông thôn ra. Ở thành thị thì họ còn có dự trữ được mỗi một gia đình được vài chục cân và phải ăn dè, phải nấu cháo. Thế nhưng mà dù sao nó cũng qua được cơn đói. Còn thì ở nông thôn nó không có gì cả, họ phải đi các nơi để cầu thực, để xin ăn. Nhưng mà do lương thực thiếu cho nên là không ai có thể cho ai cả, cho nên là người ta chết đói nhiều lắm. cái số người chết ước lượng chừng bao nhiêu Nghe nói là từ 1,5 triệu đến 2 triệu đấy. Không. Tức là chủ yếu là ở những cái vựa lúa lớn, nhất là ở Thái Bình, ở Hà Nam, ở Phủ Lý. rồi làm sao để cái trận đói nó qua đi ạ? À? Mùa lúa tới hay ai giúp đỡ gì không? Cũng may là cách mạng tháng 8 vừa đến. Thế và cách mạng tháng 8 vừa đến thì cái mà được lòng dân nhất là Việt Minh đưa cái khẩu hiệu là phá kho thóc. Bởi vì lúc bây giờ Nhật nó bắt những cái bọn các huyện nên là có những cái kho thóc để nó trở về nước, nó thu mua, nó giữ lấy cái thóc đó. Thế thì dân đã được lệnh của Việt Minh hô hào, cho nên là cái phá kho thóc là một cái hành động của nông dân rất là mạnh mẽ và thanh niên thành thị là hết sức ủng hộ. Và cái phong trào đó là phong trào được lòng dân nhất lúc bấy giờ. Cho nên cái uy tín Việt Minh là chính là cái chỗ là chặn Pháp, giành lại độc lập, lấy lại độc lập từ tay Nhật và phá kho thóc để cứu đói. Thưa ông dùng cái danh từ Việt Minh, ông có thể giải thích Việt Minh là ai ạ? Là những ai ạ? Việt Minh là một cái tổ chức được bắt đầu từ năm 40-41 cơ. Nhưng mà đến năm 42-43 thì mới phát triển mạnh. Thì cái tên của Việt Minh tức là
Việt Nam độc lập đồng minh. Trước kia thì gọi là Việt Nam độc lập đồng minh hội, nhưng sau gọi tắt lại là Việt Minh. Thì trong cái Việt Minh ấy, thì chính là Đảng Cộng sản Đông Dương tổ chức, nhưng mà họ che giấu rất kỹ cái tên của Đảng Cộng sản Đông Dương. Mà trong Việt Minh ấy, thì có chừng 10 cái tổ chức thì đều mang cái tên là Cứu Quốc. Và chính cái tên Cứu Quốc nó hấp dẫn đối với thanh niên, đối với nhân dân, đối với các tầng lớp lắm. Từ thanh niên Cứu Quốc, phụ nữ Cứu Quốc, nhi đồng Cứu Quốc, lao động Cứu Quốc, nông dân Cứu Quốc, sinh viên Cứu Quốc, cho đến cả binh sĩ Cứu Quốc, tức là kêu gọi những cái binh sĩ mà trước kia là đi lính cho Pháp, cũng là vào những cái tổ chức binh sĩ Cứu Quốc. Cho nên người ta chỉ biết là Cứu Quốc có nghĩa là cứu nước thôi, giành lại độc lập. Thì cái đó là từ một cái nước thuộc địa, mà trên là từ toàn quyền Pháp đến các cái quân đội Pháp. Thế thì bây giờ giành lại tất cả những cái đó thì cái đó hấp dẫn lắm. Thưa ông, thì bây giờ đến bây giờ mà người ta vẫn nói báo chí trong nước hay là sách vở trong nước hay là ở ngay cả bên Mỹ này đó, người ta vẫn nói là ông Hồ Chí Minh là người yêu nước, phát xuất từ yêu nước và ông chỉ muốn giải phóng đất nước. Còn vấn đề Đảng Cộng sản, ông cũng không hoàn toàn theo. Ông nghĩ sao về cái nhận định đó? Đấy là một cái nhận định tôi nghĩ là lầm lạc. Chính vấn đề này là vấn đề trung tâm mà tôi nghĩ 20 năm nay. Tôi đã sang Chicago, tôi đã sang Washington để mà tham khảo ở cái thư viện lớn nhất của nước Mỹ, tức là cái thư viện của Congress, Congress Library đấy. Thế rồi tôi lại đi xuống Texas, xuống Lubbock 2 lần, và mỗi lần như thế là vài tuần lễ, để mà nghiên cứu cái kho tài liệu của Mỹ, để chỉ để lý giải là ông Hồ là người yêu nước hay là người cộng sản. Thế thì tôi phải khẳng định là từ khi mà ông ấy trẻ là ra đi thì ông có mang cái tinh thần yêu nước. Nhưng mà từ khi năm 1923-24 mà ông sang Moscow đó, rồi làm việc ăn lương của quốc tế cộng sản, chịu cái sự lãnh đạo của Stalin đó, sống dưới cái thời kỳ đó, cho đến khi ông ấy chết, thì ông ấy hoàn toàn là một người cộng sản, thuận thành, tự nguyện và theo cái lý tưởng cộng sản một cách sâu sắc. Sau này ông làm ra vẻ những lời yêu nước chính là vì ông ấy sợ, ông biết rằng cái danh nghĩa cộng sản không được lòng dân, không được lòng quốc tế, vì cái cộng sản ở Liên Xô, vì ở Trung Quốc nó phơi bày cái tính chất hung tợn, dã man, đẫm máu, khủng bố, đàn áp. Ông hiểu cái đó, cho nên ông che giấu rất kỹ cái chủ nghĩa cộng sản. Do đó mà ông ấy chỉ dùng cái tên là tên ái quốc. Ông tên là tên Việt Minh là ông đặt ra, là Việt Nam độc lập đồng minh, hội cứu quốc là ông ấy đặt ra. Và tôi đã sang lớp bốc, tôi đọc lại cả 6 bức thư của ông gửi cho Truman đó, cũng chỉ để che giấu cái bản chất cộng sản. Thế là ngay cái tuyên ngôn độc lập năm 45 ông thảo ra, đầu tiên là ông trích dẫn cái tuyên ngôn độc lập của Mỹ và của Pháp, làm ra vẻ mình là người dân chủ, che giấu cái chủ nghĩa cộng sản để tránh khỏi bị phương Tây nó chiếu tướng vào đấy mà nó tiêu diệt, nó ngăn chặn như trong cái chiến tranh lạnh sau này, trong cái phong trào cộng sản sau này. Thế thì tôi thấy rất rõ là ngay lúc bây giờ ông Roosevelt khi còn sống, khi mà có những cái hiệp ước ở Yalta đó, ông đã biết rằng là tình hình Việt Nam ra sao. Và sau này, sau năm 45-46, Truman đó, với ông Burt, những ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đó, đã nhận định ngay rằng dù ông Hồ Chí Minh có gửi thư cho ông Truman nói về cái dân chủ của mình, nhưng mà các ông vẫn nhận định đây là
cái arang của communism, của quốc tế cộng sản. Đây chính là Nguyễn Ái Quốc, người đã dưới trướng của Stalin. Đây là một con người đặc sệt của chủ nghĩa cộng sản. Cho nên không thể tin cái bề ngoài được. Đấy, thì bây giờ tôi đã để 20 năm nay tôi nghiên cứu, thì tôi muốn nói để cho ngay ở bà con ở trong nước hiểu cái chuyện đó. Cho nên là gần đây có một ông giáo sư Nhật Bản, ông Subai, nói rằng là theo ông ấy, thì ông Hồ Chí Minh là người dân chủ hơn là cộng sản. Dân chủ là chính. Thì tôi đã viết một bài, tôi nói là đấy là ông đã lầm lẫn. Ông lầm lẫn cái hiện tượng với bản chất. Phải nhớ là về sau này tất cả những cái đều chứng minh rằng ông Hồ từ năm 23-24 cho đến khi chết. Ngay khi chết ông nói là tôi sẽ đi theo cụ Mác của Lenin cơ mà. Chứ làm gì có gọi là đi theo Trần Hưng Đạo hay Lê Lợi đâu. Thế và ông ấy thực hiện ở trong nước là một cái thực hiện chuyên chính, hoàn toàn theo tư tưởng của Lenin. Thưa ông, thì qua cái chuyện ông vừa nói đó, bây giờ mình nói đến kết quả của những việc ông làm, thì ông đã làm những gì, thực hiện những gì, những cái chính sách gì để cho người dân Việt Nam phải trải qua những cái ngày tháng như thế nào kể từ khi mà ông nói là ông đi sang Pháp và ông trở về để mà ông giải phóng đất nước và ông thành lập cái chế độ cộng sản ở miền Bắc, thì những cái người dân đã được hưởng những cái gì, như là trong cái hiến pháp mà ông đã copy, tức là ông lấy của người Mỹ và người Pháp về đó, thì so với cái hiến pháp đó với thực chất của người dân trong những năm tháng mà ông Hồ Chí Minh cầm quyền đó, người dân có được hưởng những cái điều như là tự do tín ngưỡng, tự do báo chí, tự do hội họp vân vân. Cái này theo tôi thì phải phân biệt hai điều. Cái điều mà ông ấy nói và ông ấy viết và cái điều ông ấy làm. Nếu mà những người học giả mà chỉ theo những cái điều mà ông ấy nói và ông ấy viết thì rất dễ bị nhầm. Cho nên ông nắm chính quyền, ông làm chủ tịch nước từ năm 45. Nhưng từ năm 45, 46, 47 trong chiến tranh, rồi cho đến khi sau Genève và chiến tranh chấm dứt năm 4, 55, thì người dân vẫn không có tự do báo chí, không có tự do tín ngưỡng thật sự. Bên trong người ta vẫn chặn các cái tôn giáo khác theo quan điểm của Cộng sản, tức là tôn giáo là thuốc phiện, tôn giáo là phản động. Đó. Thế thì cô thấy rất rõ là việc ông làm đấy. Nếu thật là dân chủ thì phải có đa nguyên, đa đảng, có cân bằng chứ. Nhưng đây này, ông theo cái chuyên chính vô sản. Duy nhất một đảng Cộng sản cầm quyền thôi. Còn ông ấy chụp mũ cho đảng Đại Việt, Quốc dân đảng, Duy dân là Việt gian hết. Mà đã là Việt gian là trừ khử, là xử tử, là bỏ tù vĩnh viễn. Đấy, thế quan điểm của ông có một tí gì gọi là dân chủ đâu. Thế và xin nhớ rằng là khi mà ông Hồ Chí Minh lên một cái năm 46 là trường luật của Pháp, là cái trường lớn nhất, quan trọng nhất, thì ông ấy đóng cửa. Tòa án là tòa án nhân dân, không có luật sư, không có thầy cãi. Thế làm sao gọi là dân chủ? Suốt cả thời kỳ ông cầm quyền, gần 30 năm làm chủ tịch nước, thì ông ấy nếu mà là người dân chủ đó thì ông sẽ cho dân mở trường luật chứ, tòa án phải có người cãi chứ, ông phải cho đa nguyên đa đảng để mà có cân bằng, có thay thế như mọi nước dân chủ khác chứ. Nhưng mà toàn quyền trong tay chủ tịch đảng, chủ tịch nước, thì cái trách nhiệm đó là trách nhiệm của Hồ Chí Minh. Ông không hề biểu thị là một người dân chủ. Tất cả những điều ông nói chỉ là ở cửa miệng thôi. Còn thực chất là ông theo chủ nghĩa Lenin. Thế thì cô cũng biết là hiện nay có hai loại chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Một chủ nghĩa xã hội theo Lenin mà Stalin giải thích và từ đó của Mao, thì đấy là cái chủ nghĩa xã hội kiểu cộng sản.
kiểu độc đoán, độc quyền duy nhất của Đảng. Còn một cái chủ nghĩa xã hội dân chủ như ở Bắc Âu hiện nay, ở một số nước khác hiện nay đó, là chủ nghĩa, chủ trương là đa nguyên cùng với các đảng cộng sản khác ganh đua nhau để phục vụ đất nước. Mà người ta gọi đấy là chủ nghĩa xã hội phúc lợi, tức là chú ý đến người già, người neo đơn, người thất nghiệp. Đấy. Thế thì trong thời kỳ mà ông cầm quyền thì ông Hồ Chí Minh gọi là chiến, tưởng là thời kỳ chiến tranh thì ông ấy có hạn chế dân chủ. Nhưng mà sau hết chiến tranh ở miền Bắc rồi thì vẫn không có trường luật, vẫn không có tự do báo chí, vẫn không có tự do tổ chức. Tất cả các đảng phái khác đều coi như là Việt gian hết. Thưa ông, còn tôn giáo thì sao? Bởi vì bên ông Hồ Chí Minh với miền Bắc trong cái thời ông Diệm thì có cái vấn đề Phật giáo, nói là ông Diệm có đối xử Phật giáo phân biệt. Nhưng mà ở miền Bắc thì tôn giáo ra sao? Có tôn giáo nào được phát triển không thưa ông? Cái thời kỳ đầu là có phát triển, tôi phải công nhận là như thế. 45-46 ông còn mời ông cha Từ đó ở Ninh Bình làm cố vấn cơ mà. Rồi còn các cái vị linh mục còn được nể trọng, có một vị linh mục còn vào quốc hội, vào trong ban thường trực quốc hội như là linh mục Phạm Bá Trực. Thế thì tất cả những cái chứng tỏ đấy. Nhưng mà đến khi cải cách ruộng đất thì cô có biết không, tất cả mọi tôn giáo bị diệt hết, diệt một cách rất tàn bạo. Mắt tôi thấy này, tất cả các cái chùa của làng tôi và huyện tôi đó là tượng Phật người ta vứt xuống ao, ta bẻ đầu đi, vứt xuống ao hết. Các cái câu đối ở đền chùa là cũng quẳng xuống ao để làm cầu cầu ao cho người ta giặt, người ta đi lên trên đó hết. Nó tàn bạo đến như thế cơ mà. Diệt tôn giáo một cách triệt để. Còn các ô sư với các ni cô thì không có ai còn được mặc áo nâu sồng hết. Không có một cha cô nào buộc phải là người ta gọi là hoàn lại cuộc đời trần tục hết. Không có tôn giáo, gọi tôn giáo là phản động. Mà trong cải cách ruộng đất là tôn giáo là bị bắn cơ mà. Đấy, cho nên là những cái đó là cái rất rõ. Có những vị sư tăng nào bị bắn mà ông được biết không? Ngay ở trong, ở làng tôi đó, sư của thầy Quảng Đức hiện nay đó là đã bị bắn. Bị bắn bởi vì là ông cái thời kỳ Nhật là ông ấy đấu tranh để đòi phá cái, những cái kho thóc. Thế thì người ta vu cho ông là theo Nhật, liên lạc với Nhật. Mà chính cái các vị sư thầy đó là đấu tranh để mà phá kho thóc cho nông dân. Mà chính ông ấy bị Việt Minh, tức là Đảng Cộng sản lãnh đạo lúc bây giờ, vu cho là phản động. Là tử hình ngay trước cái sân của làng tôi. Họ bắn họ làm gì ạ? Họ bắn, bắn ngay, coi như là tay sai của Nhật, và bắn ngay ở ngay cái sân đình của làng tôi. Hết bao nhiêu vị sư tăng? Một vị là cầm đầu cái chùa đó, ở ngay cái chùa Thiện ở làng tôi đấy. Thưa ông, mới nhắc đến là thầy Quảng Đức là ai ạ? Thầy Quảng Độ, tôi cho nên thầy Quảng hiện nay đó là đấy là cái vị sư đó là sư thầy của thầy Quảng Độ hiện nay ở Sài Gòn. Mà thầy Quảng Độ hiện nay vẫn đang bị tù, đang bị quản thúc. Còn thầy Thích Quảng Đức là người thiêu, tự thiêu thầy thiêu từ miền Nam. Thì có liên hệ gì với mình? Không, không, không. Dạ. Ông Thích Quảng Đức là ông thiêu ở miền Nam là ông khác. Dạ. Ừ. Nhưng mà thầy đó có cùng một phe, coi như là một cái coi như một cái nhánh của đạo Phật không? Đúng, cùng một cái giáo phái. Dạ. Của đạo Phật. Dạ. Cùng giáo phái nhưng mà người ở miền Bắc và người miền Nam. Dạ. Thưa ông, còn những cái cơ sở của nhà thờ chùa chiền thì họ sử dụng làm cái gì ạ? Họ làm có nơi thì họ làm trường học cũng có nơi làm nhà kho cũng có. Cho đến khi mà sửa sai cải cách ruộng đất thì mới bắt đầu phục hồi lại từ từ thôi. Nhưng mà nhiều người chết lắm, không thể nào những người chết có thể sửa chữa được. Ông có nhắc đến vấn đề cải cách ruộng đất
Xin ông cho biết là cái việc này nó được diễn tiến như thế nào, nó ở đâu mà ra và nó được diễn tiến ra sao ạ? Đây là ông Hồ năm 50 là ông ấy sang Bắc Kinh rồi sang Moscow. Thế và bị ông Mao cũng như Stalin ép. Thì ông Hồ có trình bày là vì chiến tranh cho nên chúng tôi chưa làm. Thì Stalin có chất vấn ông Hồ hai điểm, tức là một là giải tán đảng, hai là tại sao chưa làm cải cách ruộng đất. Thế thì ông Hồ có tường trình là một là chúng tôi không giải tán, chúng tôi chỉ giải tán bề ngoài thôi, còn bên trong vẫn phát triển đảng. Thế để cái thế còn cải ruộng đất thì ông bảo là chúng tôi định là để khi mà kháng chiến xong thì sẽ bắt tay vào ngay cải cách ruộng đất. Nhưng mà ông Mao với ông Stalin không nghe, phải về làm ngay. Cho nên là ông về một cái là năm 51, năm 52, đại hội của đảng, ra mắt đảng lao động đó, là quyết định ngay là cải cách ruộng đất. Và đến năm 53, năm 54 thì họ bắt đầu là giảm tô, giảm tức, rồi đi đến cải cách ruộng đất. Thế thì trong cải cách ruộng đất đó, thì 27.000 địa chủ ác bá bị bắn và chôn sống. Thế sau sửa sai đó thì có kết luận rằng trong 27.000 đó thì oan không đúng là 20.000, tức là sai đến 70%. Mà đấy lại là những người Trung Đông yêu nước. Nó bị cái bọn cố vấn tàu nó kết luận là chính anh chui vào đảng, chủ yếu là đảng viên nhé, anh chui vào đảng để anh phá đảng, cho nên là phải bắn hết, phải chôn sống hết. Thế và cái số đó lại là Trung Đông lớp trên, Trung Đông yêu nước, lại là những người làm ruộng giỏi nhất. Cho nên sau này cái nông thôn của miền Bắc là bị tàn lụi đi chính là vì cái số Trung Đông đó bị giết gần hết. Mà đến khi sửa sai thì không thể phục hồi cho họ sống lại được. Thì cái đó là cái mất rất là lớn của nông thôn cho đến tận bây giờ. Trong gia đình ông hay những người bạn bè quen biết của ông có là nạn nhân của một trong những nạn nhân không? Có những ông chú của tôi là Quốc dân đảng, là bị bắt ngay từ năm 45-46, và ông cụ tôi là chủ tịch quốc hội mà không can thiệp nổi, bởi vì họ cứ bảo là đây là Việt gia. Bởi vì ông chú tôi là ông Bùi Như Uyên đã sang Nhật học và là đồ đệ của cụ Cường Để, thì nó kết luận là Đông Du, theo Nguyễn, làng tôi có cả cụ Nguyễn Thượng Hiền nữa, thì nó coi đấy là phản động. Cho nên là nó giết ông chú tôi. Cái vấn đề giết nó như thế nào ông có được biết hay được thấy Giết tức không? là họ cho vào tù, rồi ông cụ bị chết ở trong tù. Bị chết vì trước kia là một gia đình khá giả, mà nhà có đông, hai bà vợ bốn đứa con nó nuôi dưỡng. Thế thì là đưa lên cái trại giam của huyện Ứng Hòa đó là không được thăm nuôi, và ông bị kiết lị, và đồng thời ông bị tra tấn, là những học ở bên Nhật có những ai như thế nào là bị tra tấn và chết. Chết đến tận một tuần lễ sau người ta mới được, gia đình mới được biết, mới lên, thì là lúc bây giờ xác nó đã là có mùi, là phải đưa đi chôn ngay lập tức rồi. Thưa ông, bản thân ông có chứng kiến một cái cảnh đấu tố giết chóc như thế bao giờ không? Không, lúc ấy tôi ở trong quân đội, thành ra không chứng kiến những cảnh đấu ở quê hương. Thưa ông có đưa ra con số 27.000 người đã bị đấu tố và chết hoặc là bắn hoặc là giết hoặc là chết trong tù. Nhưng mà có những con số khác nó lớn hơn nhiều, họ nói là bên Trung Quốc với bên Nga là bắt có con số là 5% dân số đó, thì cái con số nó thì phải cao hơn nhiều. Không phải, tức là họ bắt là phải mới đầu là phải 3%, 3 đến 5% số địa chủ là ở tại địa phương, chứ không phải là dân số đâu. Giờ tức là trong tổng số địa chủ thì là phải 3 3 3%,
thì cái con số là có thật, nhưng mà cái số bị bắn bị là đến cái mức độ cũng là lớn, bởi vì lúc bây giờ mới có 5 đợt, chưa phải làm trong cả toàn quốc đâu, mới làm ở một số của tỉnh ở Đồng Bằng thôi, và ở Nghệ An mới làm có chấn chỉnh tổ chức thôi, cho nên số người đã chết như thế, cho nên là buộc phải dừng lại ngay để mà đi đến chỗ sửa sai. Mà con số 27.000 là con số của cái thống kê của Ban Chấp hành Trung ương, và 70% sai mà họ cho là 30% đúng đó, thì con số ấy cũng cần phải xem lại, có khi là sai còn nhiều hơn thế nữa, chứ không phải chỉ có sai 7%. Thưa ông thì họ họ cầm tù những người này bao lâu? Bởi vì bên hội có phỏng vấn một số những người tù nhân chính trị, nghĩa là những người mà miền Nam mà bị đưa ra ngoài Bắc học tập đó, thì họ nói là họ vẫn còn gặp một số người cũng không còn nhiều nữa, nhưng vẫn còn những người ở trong cái đợt mà họ coi như là mà chính sách coi như là cải cách ruộng đất nữa, vẫn còn một vài người cũng vẫn còn ở trong cái đợt đó mà còn ngồi trong tù. Thì cái chuyện đó ông nghĩ như thế nào? Bởi vì ông có nói là họ sửa sai thì họ sửa cỡ như thế nào, có vậy được những người kia được về hết không hay là chỉ có một phần nào đó thôi? Tôi nghĩ là dạo sửa sai thì họ do cái sức ép của dư luận, cho nên là những người còn sống thì họ vẫn buộc phải thả ra. Thế còn thì những trường hợp đặc biệt mà những người mà nó cho rằng là không thể cải tạo được đó, thì họ đã cách thủ tiêu. Còn về sau này còn sống thì tôi không không biết có trường hợp nào. Tôi... Thưa ông thì có một số câu hỏi muốn hỏi thăm ông, bởi vì ông là người ở miền Bắc và ông ở lại sau năm 54 đó, thì cái vụ mà di cư 1 triệu người miền Bắc và miền Nam đó, thì ông còn nhớ những cái ngày tháng đó như thế nào không? Ở bên này có những cái tài liệu của Mỹ, họ nói rằng ông Lansdale mới lại chính quyền Ngô Đình Diệm ép buộc người ta đi vào miền Nam, một phần để ép buộc, một phần để hứa hẹn là sang miền Nam thì sẽ cho tiền bạc và ruộng và đất đai. Thì ông nghĩ ông đã nhìn thấy những gì, ông đã chứng kiến những cái gì về vấn đề di cư của hơn 1 triệu người miền Bắc và miền Nam trong năm Thì lúc 54? ấy tôi sống giữa cái phong trào đó mà. Vâng, thì là lúc bây giờ các cái đài của miền Nam cũng như là đài bên Mỹ thì là cổ vũ cái di cư. Bởi vì là ở trong cái điều khoản của Geneva còn nói rõ là theo nguyện vọng tự do của công dân. Ai ở miền Nam muốn ra Bắc thì ra, mà ai ở miền Bắc vào Nam phải ra, để không được ngăn cản. Đấy là một cái điều kiện rất là quan trọng. Thế cái tuyên truyền ở phía Nam đó, ở các nhà thờ thì chủ yếu là cái luận điệu là thế này. Luận điệu là Chúa đã vào Nam. Chúa không thể sống ở cái đất cộng sản. Cho nên là những người nào mà còn tin ở Chúa thì phải từ bỏ cái đất miền Bắc vào Nam. Do đó mà số người đông. Đông, nhưng mà đồng thời ở miền Bắc thì lại tuyên truyền lại rất mạnh là cái luận điệu đó của Vatican là luận điệu không đúng. Và người ta cũng dựa vào Kinh Thánh, người ta cũng dựa vào các cha cố mà theo Cộng sản á, nói rõ là Chúa tại tâm, Chúa tồn tại khắp nơi, chứ không phải là Chúa chỉ có ở miền Nam. Thế và đồng thời họ huy động quân đội ra để mình chặn bà con lại. Bà con gồng gánh đi mà có nơi, tất nhiên là bộ đội chặn rồi thuyết phục, chứ không có đánh đập, không có gì, nhưng mà chỉ giải thích thôi. Tức là ở miền Bắc cũng có tự do tín ngưỡng. Cho nên thật ra số người vào Nam có thể còn nhiều hơn nữa, nhưng đã bị công an và bộ đội thuyết phục, ngăn chặn, huy động ở trên đường số 1. Bởi chủ yếu là họ đi không biết bao nhiêu từ vào Vĩnh Linh mà. Vậy là đi ra các cái Hải Phòng, Nam Định, các cái nơi mà có tàu, tàu Ba Lan, tàu của Mỹ, tàu của Pháp để đón vào miền Nam. Đấy. Thì họ đã chặn lại được cũng khá khá. Có cái luận
luận điệu họ nói là đừng vào đó, bởi vì vào đó thì sẽ bị đưa vào các cái vườn cao su rồi bị chết. Có cũng tuyên truyền là khổ sở như thế cho nên không nên vào, thì đưa ra nhiều cái luận điệu tuyên truyền lắm. Đất của mình thì mình ở, bà con thì ở lại với nhau, làng xóm láng giềng, và ở đâu cũng có được tự do tín ngưỡng, được là thờ Chúa, có nhà thờ cả, thì không nên đi, ví dụ như thế. Thưa ông, thì cái này hỏi có vấn đề cá nhân đó là vì sao ông không quyết định đi vào miền Nam vào lúc đó ạ? Không, bởi vì tôi nghĩ là tôi cũng không không công giáo, mà lúc bây giờ tôi ở trong quân đội và tôi vẫn chưa thấy cái mặt trái của họ, chưa thấy cái mặt trái, nhưng mà tôi cũng đồng tình cho các cái, tôi cũng có bà chị vào miền Nam, một cô em gái vào miền Nam, thì đấy là theo họ, theo gia đình, thì đấy là cái tùy tự do lựa chọn của họ. Thưa ông, thì một số đông là người Công giáo nhưng mà cũng có Phật giáo đi nhiều lắm chứ ạ? Cũng có, không không nhiều đâu, cũng có nhưng mà không không nhiều lắm, chủ yếu là Công giáo, chủ yếu là vùng Ninh Bình, Phát Diệm, Thái Bình, Nam Hà Nội cũng đi đông lắm chứ Định, không ạ? xung quanh Hà Nội. Cũng không phải chỉ có những người Công giáo đâu, tầng lớp trên, những nhà kinh doanh, những nhà buôn bán mà có ít nhiều của thì họ cũng cho là phải giữ cái tài sản của mình, thì cái số ấy cũng nhiều. Và cũng những người đã có những cái kinh nghiệm về cái vụ đấu tố rồi, bởi vì họ bắt đầu đấu tố từ năm 1953 phải không Đúng rồi, ạ? đấy tức là số mà gia đình gọi đại địa chủ, có ruộng đất thì kinh doanh đấy. Thì họ biết rằng là họ cũng nghe phong thanh là cộng sản sẽ là hạn chế những người là có của. Thưa ông, thì đâu là nguyên nhân của cuộc chiến Việt Nam? Nói đây là năm từ năm sau khi hiệp định Geneva đó, rồi chia đôi đất nước đó, rồi có cái cuộc chiến tranh từ đó cho đến năm 1975 là nó ngừng lại, là chấm dứt đó. Thì theo ông, đâu là nguyên nhân của cái cuộc chiến đó, và ông nghĩ gì về những lời tuyên truyền của ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản là cuộc chiến tranh này là để chống Mỹ cứu nước à? Chống Mỹ cứu nước, tôi cũng đã nghĩ đây là vừa rồi, nhân hiện nay đó họ đang lên cân, họ đang điều chỉnh mấy tháng nay này là điều chỉnh cái hướng là phải gắn bó với tàu hơn. Trước kia thì rất là đi dây đứng giữa, nhưng mà gần đây họ thấy cái nguy cơ của Đảng có thể tan rã và sụp đổ, cho nên trong cái nguy cơ của Đảng đó thì họ chủ trương là dựa hẳn vào Trung Quốc. Thậm chí những khó khăn kinh tế đó thì gần như là Trung Quốc nó ngỏ ý là cần thì chúng tôi sẽ cứu về kinh tế. Bởi vì hiện nay nó có dự trữ đến 3.000 tỷ đô la, thì nó cho vài tỷ đô la cũng không có nghĩa lý gì. Thế và đồng thời ngả hẳn, tức là nhất biên đảo đó, thì tách dần ra khỏi Mỹ. Cho nên là tháng 12 vừa rồi kỷ niệm gọi là B-52 đánh Noel năm 72 đó, 40 năm đó, thì họ tuyên truyền rất mạnh cái gọi là đánh thất bại cái Điện Biên Phủ trên không cho đế quốc Mỹ. Trận Điện Biên Phủ trên không đế quốc Mỹ năm 1972, Noel 72. Thế và mấy ngày hôm nay đây này, ở Hà Nội đang tuyên truyền rất mạnh ký kết Hiệp định Paris 27 tháng Giêng năm 73, mà cho đến mấy ngày nay là đúng 40 năm. 40 năm là gì? Kỷ niệm 40 năm chẵn buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris để Mỹ cút Ngụy nhào. Nó lại tuyên truyền lại cái đó. Riêng năm nay nó tuyên truyền mạnh hơn tất cả hàng chục năm trước đây. Thế thì ở trên báo Dân Báo đó, nhân kỷ niệm chẵn 40 năm ký Hiệp định Paris đó, cho nên là báo chí họ tuyên truyền nó định làm nhục Mỹ,
để mà tách Mỹ ra. Bởi vì nó hiểu rằng là nếu bây giờ mà gắn với Mỹ thì đất nước còn sẽ có tự do, nhưng mà đảng sẽ mất. Thế nên nó tính là bây giờ phải ưu tiên cho đảng. Cho nên là nó ngả về phía Trung Quốc, và ngả về Trung Quốc thì tách dần ra khỏi Mỹ. Cho nên đặc biệt năm nay nó tuyên truyền chống đế quốc Mỹ, nó dùng lại chữ đế quốc. Mà trước đây là bao nhiêu lần gặp thì ngay cả Nguyễn Chí Vịnh cũng phải nói với Mỹ rằng là ta quên dần đi những vấn đề lịch sử. Nhìn về tương lai, thậm chí còn liên minh về quân sự. Chưa dùng cái chữ liên minh nhưng dùng cái chữ là quan hệ chiến lược về quân sự với Mỹ. Nhưng bây giờ không nói nữa. Thế thì nhân do cái hướng như thế cho nên anh em trí thức người ta chống lại. Thì vừa rồi ông Hoàng Thanh Trúc, tức là một nhà báo, kể lại trên cái mạng Dân Làm Báo là một cái em sinh viên năm thứ ba của Đại học Nhân Văn. Khi cô giáo làm ra cái đầu đề là em hãy viết một bài luận văn về toàn thắng chống Mỹ cứu nước nhân 37 năm, tức năm ngoái, thì em ta đã viết rằng là không, Mỹ không phải đế quốc, chống Mỹ cứu nước không đúng. Thì em ta lấy một cái bài viết của tiến sĩ Đặng Lương Mô, hiện nay đang làm cố vấn cho Đại học Nhân Văn của Sài Gòn, ở Thành phố Hồ Chí Minh, kể rằng người Nhật sau chiến tranh đã trưng cầu ý kiến xem là ai là những người xuất sắc nhất từ sau chiến tranh, thì họ đã chọn 12 người. 12 người đó là nhà học giả, nhà báo, nhà kinh doanh, nhà chiến lược, nhà ngoại giao. 11 người Nhật và một người Mỹ là ông tướng MacArthur. Ông tướng MacArthur lại là tư lệnh quân chiếm đóng Mỹ trên đất Nhật từ năm 45 cho đến năm 61. Thế thì người ta kể công lao của ông MacArthur là gì? Là đã chuyển hẳn, giúp cho Nhật chuyển hẳn cái nền kinh tế chiến tranh sang nền kinh tế hòa bình. Duy trì cái ổn định của nước Nhật. Duy trì hoàng đế Hirohito không coi đó là trị tội về tội phạm chiến tranh, để giữ cho cái ổn định của nước Nhật. Và làm cho nước Nhật là nhảy vọt lên từ một nước bại trận, từ một nước mà tổn thất kinh khủng, thành ra một cái nước đứng đầu của châu Á về phát triển. Người ta gọi là cái thần kỳ. Mà thần kỳ đó thì công của 12 người, thì trong đó có một ông tướng. Thế thì cái em đó, em lập luận rằng là một ông tướng mà được cả nhân dân Nhật Bản và nhân dân Nam Triều Tiên suy tôn là anh hùng của mình, mà sau đó đã đưa quân sang Việt Nam, thì cái đội quân đó không phải là đội quân đế quốc, không thể gọi là chống Mỹ xâm lược được. Đấy, thế thì em mới dùng cái nói với cô giáo chỉ chữ là không thể. Em muốn tin những cái điều mà cô dạy, em muốn tin những điều sách giáo khoa gọi Mỹ là đế quốc, là xâm lược, nhưng không thể. Em không thể tin được cái điều đó. Đấy, một em mà mới chưa đầy 20 tuổi đã có tư duy độc lập, mà đã không coi Mỹ là kẻ thù. Em nói là chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam là có thật, là đáng tiếc, nhưng Mỹ không có ý đồ xâm lược, chiếm đóng và không có ý đồ xấu đối Việt Nam. Thế mà vừa rồi đó, cái tay đại tá Trần Hoàng Thanh là đã đăng đàn lên cho các cái đảng ủy bí thư của đảng của Bộ Đại học đó, nói là Mỹ chưa bao giờ có ý định tốt đối Việt Nam cả. Mỹ bây giờ đang nhòm ngó cái quân cảng Cam Ranh. Và Mỹ bây giờ muốn Việt Nam theo mình để chống Trung Quốc.
chỉ là một cái ý đồ xâm lược mới, thực dân mới, chứ không phải ý đồ gì tốt đẹp cả. Vẫn là cái âm mưu của đế quốc. Đấy. Thì chính đó, cho nên tôi nghĩ là cái điều này là điều nó nói lên cái tâm tư của trí thức có tư duy độc lập, không theo cái luận điệu của lãnh đạo hiện nay mà muốn nghiêng hẳn về Trung Quốc và muốn xa rời khỏi là Mỹ. Vâng, thưa ông, cái hiện tại bây giờ thì mình cũng mừng bởi vì nhìn thấy trí thức họ đã bắt đầu có cơ hội học hỏi cũng như là có phương tiện Internet mọi thứ đó, thì để họ có những cái tư duy, hơn nữa là cũng có sự có mặt của người Mỹ ít nhiều ở bên đó và có những cái sự hỗ trợ của những người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà cái thời mà từ gọi là chiến tranh Việt Nam 59-60 đó thì họ tuyên truyền rằng mọi người hãy cùng nhau để chống Mỹ, để cứu nước, bởi vì Mỹ đang xâm lược Việt Nam. Thì ông lúc bây giờ còn trẻ, sau này thì ông hiểu, như lúc bây giờ thì ông và những người trẻ cùng một loạt đã có cảm thấy rằng những cái điều Đảng nói là đúng và cảm thấy mình có bổn phận để bảo vệ đất nước bằng cách là đi quân đội để mà đi chống Mỹ cứu nước, đi vào miền Nam giải phóng đồng bào miền Nam không? Lúc bây giờ như thế nào không? Tôi phải đặt vấn đề là mình là sống ở miền Bắc, là dưới một cái áp lực về tuyên truyền rất mạnh. Mở đài ra là chống Mỹ rồi. Nhà nào cũng có loa, phố nào cũng có loa. Mà cứ sáng 5 giờ sáng đã có loa rồi. Là nói là... Và thực tế là Mỹ ném bom miền Bắc. Bao nhiêu dân chết chứ. Thế mà tuyên truyền ở miền Nam thì ghê lắm. Là Diệm Lê máy chém, rồi là vụ Mỹ Lai, rồi là càn quét, vân vân. Thì cái điều đó là cũng có thật. Cho nên là không ai hoài nghi. Tôi nghĩ như thế. Tất cả tri thức, bởi vì người ta nói ra giả như thế thì đó là một sự thật. Có ai đinh ninh nói sự thật. Sau này, mãi sau này, như tôi phải sang tận Chicago, sang Washington, sang Lubbock, tôi tra cứu lại xem cái ông Hồ Chí Minh, cái tư tưởng dân chủ hay là độc đoán, dần dần mới hé mở ra. Thế và do đó mà tôi cũng viết một số bài để mà giúp cho, nhưng mà hiện nay trí thức họ đã nhìn ra. Tôi nghĩ với thời gian, với được tiếp xúc, với cởi mở, người ta đã thấy được cái Mỹ là, mà quả thật là Mỹ đưa B-52. Quả thật là cả cái bệnh viện Bạch Mai là bị, là tôi đến tôi đã thấy xúc động lắm rồi. Cả cái phố Khâm Thiên của tôi ở là bị bom, là 60 người chết. Thì những cái đó là cái rất rõ ràng, là lúc giờ mình nghĩ đấy là tội ác của đế quốc Mỹ. Là mình không đi sâu vào cái nguyên nhân đằng sau nó là cái gì. Và bây giờ thì trí thức mới bắt đầu nghĩ lại. Ngay như là cái chiến tranh năm 46 với Pháp cũng thế. Nếu ông Hồ Chí Minh không phải là người Cộng sản, nếu ông Hồ Chí Minh như là ông Gandhi, như ông Nehru, hay như ông UNU ở Miến Điện, thì vẫn có độc lập và không cần có chiến tranh. Vì ông là Cộng sản. Mà lúc bây giờ, ngay từ hội nghị Yalta năm 44, là giữa Cộng sản và Dân Chủ đã có một cái chuẩn bị hai mặt trận, là rõ ràng là ở hai cái thế của thế giới đối địch rồi, phe dân chủ, phe cộng sản, phe xã hội chủ nghĩa của Stalin rồi. Thế nên nếu mà ông Hồ không phải là cộng sản thì cái cuộc chiến tranh Việt Pháp không chắc chắn là đã xảy ra, có thể tránh. Như là ông Quang Đươi, như là Miến Điện đã giành được độc lập, không chỉ là giải thể chủ nghĩa cộng sản do áp lực của quốc tế, áp lực của Liên Hiệp Quốc. Cho nên tôi thấy rất rõ cái nguyên nhân sâu xa chính là do cái bản chất. Cho nên tôi nói là ông Hồ mà không yêu nước thì có khi lúc trẻ đã không ra đi tìm đường cứu nước, mà không gặp chủ nghĩa Mác Lênin mà hô lên là Lênin là chân lý đây rồi đó. Ông khóc, ông là để theo chủ nghĩa cộng sản. Từ đó đó
thì tôi nghĩ là đất nước ta có thể thoát khỏi chiến tranh, thoát khỏi mấy chục năm cho đến nay vẫn còn bị cái chủ nghĩa cộng sản nó chi phối. Thì tôi nghĩ như thế. Bây giờ người ta cũng đã bắt đầu nghĩ thế. Thưa ông, thì ông sống ở trong lòng cái chế độ dưới cái sự lãnh đạo của ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản. Thì ông nghĩ rằng cái công lớn nhất của ông Hồ Chí Minh là cái gì? Khi mà người bên này ngoài này họ vẫn cứ nói là công của ông là coi như là giải phóng đất nước khỏi sự chiếm đóng của Pháp, và sau này theo như luận điệu của người Cộng sản bên đó và một số những người coi như là phản chiến bên này, họ nói là và đuổi được Mỹ ra khỏi Việt Nam. Thì theo ông thì cái ông Hồ Chí Minh có cái công gì có đối với người dân Việt Nam? Cái điều đó là tôi nghĩ 20 năm nay. Trước đây tôi nghĩ ông người có công thật, không thể chối cãi được. Nhưng mà 5-6 năm nay thì tôi hoài nghi dữ dội. Và 2 năm nay tôi dứt khoát coi ông Hồ Chí Minh là một con người tiêu cực. Cho nên tôi đã trả lời là ở San Jose đó là cho ông bao nhiêu điểm. Tôi bảo tôi cho ông điểm zero, nếu không là điểm âm. Bởi vì nếu không có ông, không có quan điểm chính trị theo cộng sản, theo chủ nghĩa xã hội lầm cẩm, mà theo Mác Lênin đó, nhất là Lênin Stalin, mà ông sùng bái Stalin, sùng bái Mao đó, thì dân ta là hạnh phúc. Ông đã đem chủ nghĩa Mác về, ông đã chùm lên trên đất nước, buộc là cưỡng bức diệt hết các đảng yêu nước khác coi là Việt gian. Tôi nghĩ ông là một nhân vật tiêu cực, phải nói thẳng ra là như thế, không úp mở, không nhân nhượng. Mà dù là tôi biết là ông là người mà đã mời ông cụ tôi ra làm chủ tịch quốc hội đấy, tôi phải biết ơn chứ. Nhưng mà nếu ông mình phải tỉnh táo để xem là ông ấy mang cái tư duy gì thật sự. Cho nên cũng có khi tôi lầm lạc, như là ông giáo sư Nhật Bản hiện nay vẫn còn nhầm là ông là người yêu nước hơn là người cộng sản, bởi dựa vào những điều ông nói và những điều ông viết, ông ấy trích dẫn tuyên ngôn độc lập của Mỹ và của Pháp. Nhưng phải thấy là ông làm cái việc gì, ông duyệt cái cải cách ruộng đất ra làm sao, ông ấy đối xử với lại các cái đảng phái khác, đáng lẽ đảng anh em yêu nước cả phải ganh đua với nhau, thì ông ấy trị như thế nào? Cả một đất nước ông cầm quyền 30 năm không có dân chủ thế nào? Không có tự do báo chí, không có tự do ngôn luận, không có tự do tôn giáo thật sự, không có đa nguyên đến tận bây giờ. Cho nên cái tội. Ở Trung Quốc ta đã đánh giá ông Mao là bao nhiêu công tội, mà bây giờ ta cho là gì? Ba công bảy tội. Thì tôi nghĩ là ông Hồ chỉ được một cái bề ngoài như là đã giành được độc lập. Nhưng mà giành độc lập để làm gì? Để xây dựng cuộc sống chứ. Cho nên cái điều này là điều ở trong nước ông tướng Đặng Quốc Bảo, Trung tướng Đặng Quốc Bảo, bạn của tôi đấy, là em của ông Trường Chinh đấy, em con chú con bác ruột đấy, bây giờ ông đã bắt đầu nói rồi. Nói là Bác Hồ có một cái lầm lẫn và cái thiếu sót lớn nhất về chiến lược, tức là không có mô hình xây dựng Việt Nam, không phác họa ra được cái mô hình xây dựng đất nước ra làm sao. Chủ nghĩa xã hội là lầm cầm, chủ nghĩa xã hội mà như là xã hội dân chủ ở Bắc Âu nó khác, là nó nhấn mạnh đến những cái người nghèo khổ, hạn chế những người làm giàu. Chứ còn chủ nghĩa xã hội hiện nay ở trong nước là chủ nghĩa tư bản rừng rú, mang danh của chủ nghĩa xã hội. Cho nên là chính ông tướng Đặng Quốc Bảo nói rằng là học tập Bác Hồ là phi lý, là không có thật. Bởi vì ông ấy có chỉ ra được con đường xây dựng đâu mà chủ nghĩa xã hội ra làm sao đâu,
mà chủ nghĩa xã hội kiểu mà không có tự do báo chí, không có cạnh tranh, không có dân chủ thì là cái kiểu gì, là không phải là chủ nghĩa xã hội đó. Dạ, thưa ông có cái so sánh gì với hai người lãnh đạo nước Việt Nam, một người thì miền Bắc là ông Hồ Chí Minh, người thì ông Diệm đầu tiên là sau ông Thiệu, thì trước hết là ông so sánh thì dưới sách báo Mỹ đã lên án ông Diệm rất nhiều, nói ông ta là một nhà độc tài, ông ta coi như là đối xử phân biệt với Phật giáo rồi vân vân. Ông ta là người cứng đầu, ông ta là người dị hợm, mặc bộ đồ trắng vân vân. Và so với ông Hồ Chí Minh thì ông có cái nhận xét gì về hai cái người này ạ? Và câu hỏi cái này cũng khó, bởi vì ông Ngô Đình Diệm với ông cụ tôi đó là cực kỳ thân thiết. Thân thiết lắm. Bởi vì năm 33 khi mà ông Bảo Đại lập lại cái chính phủ trẻ mới đó, ông cụ tôi vào làm Thượng thư Bộ Hình khi mới có 43 tuổi. Mà ông Ngô Đình Diệm lúc bấy giờ mới có 34 tuổi. Hai người trẻ. Mà lúc bấy giờ cả cái nội các chỉ có 6 ông thượng thư thôi. À, từ ông Thái Văn Toản, ông Hồ Đắc Khải, đến Bùi Bằng Đoàn, đến Ngô Đình Diệm. Chỉ có 6 ông thôi. Cho nên thân thiết lắm. Nhưng mà lúc bấy giờ ông Ngô Đình Diệm chỉ làm có 4 tháng. Thượng thư mà 34 tuổi không thể tưởng tượng được. Thế mà làm chỉ có 4 tháng. Đòi là gì? Ông mới đòi là phải trả lại Bắc Bộ như là Trung Bộ. Rồi phải trả lại cái Nam Kỳ cho chính phủ Bảo Đại. Chứ không phải là làm thuộc địa như Pháp. Nhưng Pháp đã không chịu, ông từ chức. Đấy là một con người, một biểu hiện của lòng yêu nước. Một 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 ông thượng thư trẻ nhất triều lại là bộ lại ghê lắm, như là cầm đầu của thủ tướng đấy, mà bất chấp đề ra yêu cầu cao không thôi thôi. Tất nhiên khi mà sau này ông làm quốc trưởng ở miền Nam đó, ông cũng có cái lỗi là gia đình chị để bà Lệ Xuân là hoạt động quá đáng, cái là đáng tiếc, đáng tiếc. Nhưng nếu so sánh ông Hồ Chí Minh với ông Ngô Đình Diệm về mặt lòng yêu nước, tôi nghĩ là yêu nước đúng cách đó, gắn với dân tộc, thì tôi thấy là ông Diệm trội hơn ông Hồ Chí Minh nhiều về yêu nước. Hai nữa là về đạo đức. Đạo đức thì ông Hồ là bao nhiêu vợ, mà bây giờ cũng không tính hết là bao nhiêu con nữa. Cô Đỗ Văn Lạc bây giờ này, rồi Tăng Tuyết Minh, rồi Nguyễn Thị Minh Khai, rồi các thứ vân vân. Tệ lắm, cô ông ấy giấu. Đấy về mặt người Á Đông là một cái đạo đức. Về mặt ấy, về mặt đạo đức riêng, cá nhân, thì tôi nghĩ ông Diệm hơn, giữ gìn cái đạo đức, cái gia phong trội hơn, thì hai cái mặt đó là trội hơn. Thế còn thì tôi nghĩ là các ông đều có nhược điểm, nhưng cái nhược điểm của ông Hồ là nhược nhược điểm chết người. Ông giữ chính quyền lâu quá, một cái chính quyền độc đảng duy nhất, độc ác đối với những người dân chủ chống đối cho đến bây giờ. Bây giờ không thể nói là không có ông trách nhiệm, ông chết rồi nhưng vẫn theo cái đường lối của ông là một đảng phải đàn áp dân chủ. Tại sao lại bỏ tù những người yêu nước đến 12 năm, 13 năm? Cô Tạ Phong Tần cái gì mà bị 10 năm? Luật sư Hà Vũ cái gì mà đến 7 năm? Quá đáng. Cái đó không thể chấp nhận được. Cho nên đấy cũng là theo cái tư tưởng Hồ Chí Minh đấy. Là tư tưởng là đàn áp tất cả những người chống đối, coi như kẻ thù. Thì Thưa ông đến thì bây giờ vẫn còn nặng. Thì do đó mà về mặt đó thì tôi thấy là cái tác
cái tai hại của ông Hồ gấp bao nhiêu lần của ông Ngô Thị Diệm. Thưa ông, trong thời trước thời cầm quyền của ông Diệm với thời cầm quyền của ông Hồ Chí Minh thì ông Diệm mà chắc là ngắn thời hạn hơn, nhưng bây giờ so với Hồ Chí Minh 30 năm, ông Diệm là 9 năm, cái số người bị giết dưới chiều của hai ông bên nào nhiều hơn ạ? Tôi nghĩ là trong cải cách đất dưới thời của ông Hồ thì nhiều lắm chứ. Thì tất nhiên là ở trong Nam có một cái thời kỳ Lê Máy Chém với các thứ vân vân để dọa dẫm, để những người cộng sản cũ mà, thì chính quyền nào cũng có những cái chuyện như thế. Nhưng mà kể về máu và nước mắt, cái khổ sở, lẽ ra nhân dân ta phải được sướng hơn nhiều, lẽ ra nhân dân ta phải xây dựng bây giờ là hoành tráng hơn nhiều. Bây giờ vẫn mỗi một năm 1.200 đô la, kém hơn các cái nước khác, nó đã đi đến 24.000 đô la. Thế thì làm sao mà so với Nam Triều Tiên, so với Thái Lan, so với Indonesia, phải 6-7 năm nữa cật lực mới có thể bằng bằng họ được. Thế thì những cái đó là những cái tổn thất lớn lắm, tổn thất không thể tưởng tượng được. Cho nên bây giờ tôi đã thấy là nó là một cái thời kỳ, có thể nói là thời kỳ đen tối. Bề ngoài tưởng như có độc lập với Pháp, nhưng độc lập để làm gì? Độc lập để phát triển. Cái quan trọng nhất là phát triển. Cho nên ông Tổng thống Mỹ Obama nói rất đúng. Tức là hiện bây giờ đấy, một người tù lương tâm cũng là quá nhiều. Hàng trăm nghìn người tù lương tâm. Thứ hai nữa là còn tệ tham nhũng thì thành quả phát triển nhân dân không được hưởng. Phát triển 7%, 10% tất cả thì nhân dân chỉ được hưởng cái cát bụi, những cái mảnh rơi vãi thôi. Còn thì tất cả cái bọn cầm quyền nó ăn hết. Cho nên chưa bao giờ mà cái tàn nhẫn là cái bất công nó nặng như hiện nay. Cái giàu nghèo như hiện nay. Cái phẫn uất như hiện nay. Thưa ông, nói như thế là trong thực tế, nhưng mà trong sách vở, đặc biệt là sách sử và những sách giáo khoa của Hoa Kỳ dạy con em đó, thì họ lên án ông Ngô Đình Diệm rất nhiều, Tổng thống Ngô Đình Diệm rất nhiều, và họ ca tụng ông Hồ Chí Minh cũng rất nhiều, và cũng có những cái nỗ lực để coi như là họ cũng đã nói là ông Hồ Chí Minh là một trong 100 người có cái ảnh hưởng sâu đậm nhất vào cái loài người này đó trong cái thế kỷ thứ 20. Thì cái đó đã xong rồi, còn bây giờ còn có những cái âm mưu manh nha, những cái cố gắng, cái vận động để ông ấy trở thành một trong vĩ nhân của nhân loại, thì ông nghĩ sao về cái vấn đề này ạ? Làm gì có chuyện đấy, cô nhầm lẫn, không có, cái đó chỉ là một số thiểu số thôi. Bây giờ nó khác 10 năm trước nhiều rồi. Cái chuyện của bên Mỹ này ạ. Bên Mỹ rồi sao? Tôi cũng theo dõi tình Mỹ, cái hướng ấy không phải hướng nhiều đâu. Bởi vì là tôi rất thân như là ông Saleh Kano, tôi rất thân với ông McCain, tôi rất thân cả với ông sắp sửa làm ngoại trưởng Mỹ đấy, ông vẫn có viết thư cho tôi. Người ta dần dần người ta hiểu, đa số người ta hiểu. Obama hiểu, bà Clinton hiểu. Cái số mà lầm lẫn một số nhà báo, lầm lẫn bởi cái hào nhoáng bên ngoài của ông Hồ ấy, càng ngày càng ít đi. Jane Fonda bây giờ nói ngược lại rồi. John Baez giờ tôi gặp năm 72 đó, tháng 12 là tôi gặp rồi, đã thay đổi cách nhìn rồi. Cho nên bây giờ họ nhìn rõ hơn với cái thông tin đa chiều mà. Cho nên là cái mà gọi là ông Hồ được xếp vào những cái này khác thì không nhiều đâu, không nhiều. Vẫn còn có những người lầm lẫn, nhưng mà tuổi trẻ và những nhà họ nghiên cứu sâu, những nhà báo đó, ví dụ như ông Thomas Bass nó đến đây chơi với tôi đây này, hay Bergman nó cũng đến tại nhà tôi đây để nó hỏi về ông Ẩn đấy, thì nó cũng, tôi cũng đã nói đó, nó nghe rõ là về cái điều chỉnh, cái đánh giá đối với ông Hồ. Thưa ông, thì trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam đó, cái nhóm gọi là anti-war đó, họ
là những người họ không đi vào chiến tranh, họ trốn lính hoặc là họ ngồi trong cái đại học và họ viết sử, viết sách, viết báo này kia kia nọ. Và bây giờ nó còn vẫn còn rơi rớt ra bằng chứng là một số những cái sách sử mà các em học hiện tại bây giờ vẫn còn ca tụng Hồ Chí Minh là người yêu nước, là những người lo cho dân. Có cái hình của ông lúc nào có các em ngồi chung quanh. Thế đó, tuyên truyền nó mạnh lắm. Ví dụ như là Stalin còn để lại những ảnh, Mao này lại, nhưng bây giờ là gì? Cô phải nhớ rằng là ở giữa Washington nó có cả một cái memorial về 100 triệu người nạn nhân của nghĩa cộng sản, 100 triệu, mà trong đó có bao nhiêu, có hàng triệu người Việt Nam. Thế những cái điều đó là đập vào mắt rồi. Ở Bắc Âu, tôi cũng vừa đi Ba Lan với các thứ về này, ra nghị quyết là đặt chủ nghĩa cộng sản ra ngoài vòng pháp luật. Ra ngoài vòng pháp luật. Mà chủ nghĩa cộng sản, đây là chủ nghĩa cộng sản hiện thực đấy, không được tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản hiện thực. Chủ nghĩa thực của Lenin, của Stalin, của Mao là cấm. Anh chỉ có thể tuyên truyền chủ nghĩa Marx để phân tích chủ nghĩa tư bản. Anh không được nói về chủ nghĩa cộng sản theo kiểu của Lenin và của Stalin. Nó gọi đấy là chủ nghĩa cộng sản hiện thực, là tội ác mà. Mà bây giờ nó đặt lên ở Đông Âu, ở châu Âu đặt lên là tội ác, nó còn lớn hơn chủ nghĩa phát xít. Lớn hơn chủ nghĩa phát xít. Lớn hơn chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Đặt chủ nghĩa cộng sản lên cao nhất là một cái lầm lẫn của nhân loại, mà cái tội ác chống nhân loại. Đấy. Thì tôi nghĩ là những cái chân lý nó đi dần từng bước mà. Mà tôi nghĩ như tôi đây, trước đây tôi có thể nói là tin toàn bộ, hoàn toàn. Mà có những người mà trách tôi là tại sao chính ông Hồ ông đã chọn ông thân sinh ra ông làm chủ tịch quốc hội, mà sao ông... Tôi bảo là tôi không dùng những từ nặng nề đối với ông Hồ. Không gọi là thằng hay là tên hay cả không. Tôi tôn trọng. Tuổi ông tôi có thể gọi là bác được. Nhưng mà nếu nói thật thì tôi nói là thưa bác đã lầm. Cái lầm lẫn của bác là lầm lẫn, nghĩa là rõ ràng rồi. Lầm lẫn về chiến lược, về đường lối rồi. Lầm lẫn dai dẳng hàng nửa thế kỷ rồi. Và phải nói thật là không có ai phạm tội đối với dân tộc bằng bác đâu. Chứ không thể nói đến công. Nói thẳng thừng ra một cách khoa học, một cách thực tế, có tội đối với nhân dân, mang tội đối với nhân loại. Bác đã bám về cái chủ nghĩa cộng sản thực tiễn, kiểu của Lenin, của Stalin. Và tội ác có thể chứng minh đầy đủ trong cuộc đời từ xưa cho đến tận hiện nay, rất là rõ ràng, minh bạch, không ai có thể cãi được. Tất cả những người cãi để bình bác, gọi là người yêu nước, vậy thì tôi nói đấy là luật sư của ma quỷ. Tiếng Pháp nó gọi là les avocats du diable. Tức là anh giỏi mấy giỏi, anh không có thể cãi công cho cái bọn ma quỷ đó. Les avocats du diable. Mà hiện nay những nhà học giả lầm cầm tuyên truyền Mỹ còn lại của thời chống chiến tranh đó, đấy là những cái avocat du diable. Vâng. Thôi được rồi. Đủ quá rồi. Bác con có muốn cái hỏi cái này nữa. Bác cho con biết cái vụ mà nó nói là Noel á, 72 đó. Mà người ta nói là 11 ngày thả bom gì đó. Noel. Dạ, lúc bây giờ nó nói là bên đó họ đang chuẩn bị đầu hàng. Không có. Dạ. Tôi biết. Dạ. Chính là bao nhiêu tội ác lại có lợi cho cộng sản. Dạ. Nó chụp ảnh của cái phố Khâm Thiên, nó chụp ảnh của cái Bạch Mai. Dạ. Nó đưa lên là tệ hại cho Mỹ lắm. Dạ. Bởi vì rõ ràng là anh nói là chúng tôi không đụng vào những cái cơ sở dân sự. Chúng tôi chỉ rồi tấn công vào những cái khu vực quân sự thôi mà. Thế còn bảo là nếu đánh nữa thì đúng là cạn tên lửa. Nhưng mà
miền Bắc không hề nao núng về những người dân bị chết đâu. Họ bảo đưa, đưa được như thế lại càng tố cáo được trước thế giới. Bây giờ con hỏi bác một câu là thưa ông, đâu là ước mơ của ông cho bản thân, cho gia đình và cho đất nước? Tôi thì ước mơ là trước hết là có dân chủ đa nguyên thì tôi sẽ trở về ngay đoàn tụ với gia đình. Tôi phải hy sinh gia đình. Nhưng mà họ thì bảo tôi bất mãn. Tôi không hề bất mãn. Tôi nói thật với cô là nó bảo tôi bất mãn cái gì? Tôi cấp đại tá tôi cũng muốn lên tướng á. Nhưng mà tôi sang bên đảng từ năm 82 làm phó tổng biên tập, là phó ban, là ban số 1 của đảng nhé. Là tiền lương tôi cao hơn một trung tướng. Cái thế chính trị của tôi cao hơn một một anh trung tướng. Cái việc gì mà tôi bất mãn? Tôi chỉ cay đắng là nhân dân không có tự do. Chỉ có thế thôi. Mà tôi ra đi, và tôi cũng chủ quan, tôi nghĩ là mình chỉ cần ra đi vài năm sau khi mà Liên Xô sụp đổ. Nhưng mà không ngờ là cái đảng Tàu với cái đảng Việt Nam nó trơ rẽn đến như thế, nó u lì đến như thế. Thì tôi phải kiên trì. Nhưng mà tôi 20 năm nay tôi mừng là tôi đóng góp cho nhân dân nhiều hơn 40 năm trước. Và tôi có đông bạn bè hơn. Và những cái hy sinh của mình là có kết quả. Hiện nay nhân dân càng ngày càng rõ mình hơn. Thì cái đó là cái điều tốt nhất. Và tôi tin là tôi còn sống và có thể nhìn thấy được cái chuyển biến cuối cùng của nước ta sang một cái nền dân chủ xứng đáng với dân tộc mình, xứng đáng với cái thời đại này. Vâng.